Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tớ Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về trận đại chiến của danh thủ số 1 Trung Quốc, ngoại tình lệ khách Vương Thuyết và kỳ thủ Vương Vũ Bác và đấu trên diễn ra trong khuôn khổ vòng thiếu thứ 7 giải cực tướng rugby bên tái mùa giải mới 2021 đến ngày 23 tháng 5 tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong trận chiến này, bên đỏ đi tiên là kỳ thủ trẻ Vương Vũ Bác, anh ta lập tức chơi tấn công bên đen bằng phương án đóng pháo đầu. Pháo hai bình nam. Vương trong chính cục lựa chọn biến hóa thuận pháo ngay chứ anh không đi những hệ thống đường cờ lên mã. Bên tiên mã 2-3, bên đen của Vương triển khai mã 8-7. Xem một bình 2, Vương nhấc hoành xe. Mã 8-7 và tiếp theo thủ pháp bình 3-1 ngay đến từ ngoại tình lấy khách. Bình 3, bên đen Vương chạy xe qua đường 3 và bên tiên đã lựa chọn biến hóa tượng 7-9 ngay. Vương mã 2-3. Bên đỏ cho thò xe qua và bên đen tiếp theo là thủ pháp binh 5-1, một cái đường cờ khá hay để có thể cầu kết liên hoàn mã. Trong cuộc chiến thì bên tiên quyết định phương án tiếp theo đường cờ sĩ 6-5 để mở đường ra xe. Ngoài bên trên các bạn thấy được bên đỏ sẽ không thể ăn đường cờ xe 2-5 được, bởi vì như vậy sẽ không hay khi mà bên đen sẽ có thời cơ phát triển đường cờ mã 7-5 ngay để có thể tấn công. Trong cuộc chiến của trận cờ thì bên tiên của kỳ thủ trẻ Vương Vũ Bác lập tức dùng phương án sĩ 6-5. Bên đen Vương cho binh 7-1, một đường cờ tiến tốt cũng rất hay. Bên đỏ trong chính cục đã phải thoái xe về ngay, bởi các bạn thấy thêm rõ ràng là bên tiên sẽ không thể đi tình huống cờ xe bình 3 ăn tốt được. Thế như vậy thì bên đen người ta sẽ tung ra một cạm bẫy tấn công bằng phương án cờ mã 3-5 đang có thể đánh xe. Xe thì ở đây thì có hai biến thôi, một trong là biến hóa xe 3-1 thì cũng không được, khi đó thì bên đen sẽ nhấc đường cờ 2-1 ngay, bên đỏ sẽ chết xe. Trong hình cờ khác mà bên tiên dùng phương án phá vật tốt đầu để ngăn đường mã của bên đen có thể tấn công. Mặc dù đi như vậy thì bên đen sẽ còn một phần khác dự phòng, đó là tình huống cờ tượng 7-9. Các bạn thấy xe chạy đi thì mất pháo ngay, rõ ràng là bên đen đứng có thể hơn quân. Trong thực chiến của trận cờ thì bên tiên của anh Vương Vũ Bác lập tức cho thoái xe 2-1 để tránh đòn. Bên đen phương tới đây thì có hai biến đều khá hay, một là đường cờ mã 7-5 vút mã lên vị trí trung tâm. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đen của Vương điều một phần khá lạ thường, đường cờ xe 3-7. Các bạn thấy một hình cờ cũng khá hay của danh thủ số 1 Trung Quốc. Bên tiên bình 3-1, Vương triển khai đường mã ngay đang có thể đánh tốt. Trong thực chiến thì bên đỏ đã rẽ đốt qua về sau bắt lại mã của bên đen. Tuy nhiên đây là không phải bên hay. Ngoài bên trên thì bên tiên của Vương Vũ Bác có thể xử lý bằng biến hóa tranh nhịp ra xe đẹp để có phần tốt hơn. Khi đó bên đen có ăn có tốt thì bên tiên hoàn toàn có thể phóng đường cờ mã 3-4 ngay để chơi một trận đối công. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đỏ của anh Vương Bác lập tức bình tốt qua để cho bên đen để có thời cơ dùng phương án xe chém mã. Bên tiên bình 4-1 để cướp lại quân. Bên đen sĩ 4-5. Ăn mã qua và đường cờ mã 3-5. Bên đỏ ra xe, bên đen của Vương đã có thời cơ tách đường cờ pháo 5 bình quân đường 7. Đây dọn đến cục, các bạn thấy là bên tiên khá là khó chịu trong hình cờ này. Tượng 3-1. Trong hình cờ này thì bên đen của danh thủ số 1 Trung Quốc không dùng biến hóa xe chém tượng, mặc dù đây vẫn là biến hóa khá ưu dành cho bên đen. Thực chiến của trận cờ thì bên đen của Vương đã triển khai đường cờ tượng 3-5. Bên đỏ tới đây hoàn toàn có thể phát triển đường cờ tượng 1-3, chạy tượng đi. Mặc dù vấn đề cho bên đen có thể phản tiên bằng phương án cờ 5-7, tuy nhiên hình cờ sẽ tốt hơn. Trong thực chiến của trận hình thì bên đỏ quyết định phương án đưa xe qua để bắt mã. Vương thoát mã ngay. Bên tiên, binh 5-1 và bên đen đã không ăn tốt qua. Vậy các bạn thấy được đây là cái biến hóa mà bên đỏ đang dọa cái thủ pháp. Bên đen của Vương mà sai lầm tràn binh 5 qua sông thì sẽ có tình huống cờ phá vật tượng ngay và đang có thể đánh xe. Đây sẽ là hình cờ không hay dành cho bên đen. Tuy nhiên thì ngoại tình lấy khách là một kỳ thủ thiên tài của làng cờ tướng Trung Quốc. Anh lập tức xử lý bằng biến hóa xe ăn tượng. Bên đỏ lắc xe qua đường 3. Bên đen xe một bình 4. Binh 5-1 tiếp tục để dọn pháo vật tượng.
Vương Trò thoát xe ngay. Biên Tiên tiến phó qua một cái thủ pháp khá hay để có thể ngăn cản tình huống cờ nhảy đường cờ mã 7-6 của bên đen. Ở thực chiến thì bên đen của Vương đã giật đường cờ xe 9-1 để tạo ra thế đấu xe. Ngoài bên trên, bên đây có thể một phần khác chơi cũng khá hay, một phương án đối công hơn đó tình huống cờ pháo 2-4. Bên đỏ có vật qua thì bên đen sẽ cướp lại đường cờ bằng xe 9-3, các bạn thấy một cờ cũng khá phức tạp. Tuy nhiên vẫn là cái bối cảnh mà đen sẽ được thế phạt tiên. Trong thực chiến của bản đồ trên thì bên đen của danh thủ số 1 Trung Quốc Vương đã nhẹ nhàng cho xe 9-1 ngay. Bên đỏ ăn xe và bên đen mã 7-9. Bên tiên tiến binh 5. Vương thỏ xe qua điểm cao. Tiến pháo qua và tiếp theo đường cờ lắc tướng. Thoái pháo về. Vương tách pháo 7-8 ngay. Một trong những cái đường cờ có thể hăm dọa được pháp tấn công về sau. Chiếu ngay, Vương lắc tướng vào trung lộ. Bên tiên, binh 5-1. Trong hình cờ này thì bên đen hoàn toàn có thể phát triển đường cờ tượng 7-5 để triệt tiêu con tốt của bên đỏ. Vẫn là hình cờ hay dành cho bên đen. Tuy nhiên thì ngoại tính thách không xử lý như vậy, anh đi bộ biến hóa cũng rất hay và sáng tạo tiếp theo. Lập tức cho thu đường cờ xe 4-3. Các bạn thấy đang có thế bắt cây. Bên đỏ rõ ràng sẽ không thể ăn xe, bởi đi như vậy là bên đen người ta có tình huống chọc đường cờ pháo 8-7 là thua ngay. Tuy nhiên trong hình trên thì bên đỏ cũng có một đường cờ cũng khá hay để thoát được, đó hệ thống cờ binh 5-1 để ăn sĩ ngay. Đang có thế chiếu tướng, Vương đã phải thượng tướng lầu 2. Các bạn thấy thêm trong bối cảnh khác mà bên đen xử lý bằng phương án cờ nhấc sĩ qua thì sẽ không hay. Bởi như vậy thì bên đỏ hoàn toàn có thể phản đường cờ pháo 6-5 để tạo ra một công thế tấn công cũng rất mạnh. Trong thực chiến của trận hình thì Vương cho tướng tiến 1 ăn tốt. Bên tiên thoát xe bằng tình huống đâm chiếu. Vương cho hạ về. Sau khi bên đen hạ về thì đang có tình huống cờ bắt pháo của bên tiên. Các bạn thấy một hình cờ cũng khá hay dành cho bên đen. Thực chiến thì bên đỏ đã rẽ đường cờ pháo 6-5 để chạy vào trung tâm. Ngoài bên trên, nếu mà bên đỏ thoái đường cờ pháo 8-4 về thì sao? Khi đó bên đen có thể xử lý bằng biến hóa pháo 2-5. Các bạn thấy hình công của bên đen cũng khá sáng cửa trong hình cờ này. Trong thực chiến của trận hình thì bên tiên anh Vương Bác cho đóng pháo vào trung tâm. Vương đã có thời cơ ăn hơn quân bằng xe 4-2, rất khó đi dành cho bên tiên. Bên tiên tiếp theo là tình huống cờ xe 4-4. Ngoài ra nếu mà phát triển đường cờ nhảy mã qua trung lộ thì sao? Khi đó bên đen hoàn toàn có thể đóng pháo đầu vào, các bạn thấy là bên tiên không thể công được và cũng sẽ thua về sau khi mà bên đen đang có thể hơn quân. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đỏ đã quyết định bằng phương án cờ xe 4-4 ngay. Và trong hình cờ này thì bên đen của danh thủ số 1 Trung Quốc đã tiến đường cờ pháo 8-5. Sau hình cờ trên thì bên đỏ đã buông cờ xin thua, vậy các bạn thấy đây là cái bối cảnh mà bên tiên sẽ không thể công được tiếp theo và chịu áp lực rất lớn về sau. Ngoài biến hóa trong thực chiến thì bên đen có biến khác chơi cũng khá hay, tình huống cờ xe 2-4 ngay. Mã quay về là lắp qua, các bạn thấy hình công cũng rất mạnh. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về vấn đề trên để cho khuôn khổ vòng thiếu thứ 7 diễn ra trong ngày 23 tháng 5 ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Một trận cờ hậu thủ bằng thuận pháo rất hay của danh thủ số 1 Trung Quốc, ngoại tinh lấy khách Vương Thiết. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của kênh.